Thằng bạn ăn sáng đây nó chỉ xin mua cái mật khẩu của anh là lát nó dùng anh ạ. Thế là mình nói thế thì bạn bè tao nó cũng dám ở đây được không? Thì rõ là mật khẩu lát mà dùng còn gì nữa. Mà cứ thích lát mà dùng được không? Bây giờ nhá, tốt nhất là đổi luôn cái mật khẩu đi. Được rồi nhá, con đây đổi luôn cái mật khẩu mời anh chơi nhá. Có được chưa? Đây là đổi như thế, đổi thế nào được, nó lại được nhau. Thế nó lại bảo mày là đổ đi thoại. Rồi mời anh chơi. Bây giờ là chỉ có to cái mật khẩu này thoải mái đi anh. Thì nó khác gì nhau? À không, cũng không được. Đúng là mới lắp có khác, càng biết. Ui, 4 năm vạch như vậy. Mưa quá mày thanh ạ. Nắng ra. Trời mưa cũng kêu mưa, nắng cũng kêu nắng. Nếu không muốn dính nắng dính mưa thì cứ giúp ở trong nhà. Mưa với chẳng nắng. Mưa mà đúng ra đi ăn sáng xong đi ăn luôn thịt chó thì có phải là đỡ phải về không? Ờ, cái mồm ông cũng muốn ăn cả rồi. Ăn sáng lại ăn thịt chó, sao lại đi ăn đêm? Em thì đàn ông nó khổ lắm. Em không biết được đâu, em phải thông cảm cho người đàn ông chứ. Bây giờ gánh nặng cuộc đời là ở thằng người đàn ông. Gọi là công to việc lớn cũng của thằng đàn ông. Ăn to nói lớn thì là đàn ông là nó phải là ăn to nói lớn. Thế bây giờ mà không ăn nhậu liên tục thì gọi chỉ là ăn to. Những cái đấy ấy, chỉ áp dụng ở gia đình nhà người ta thôi. Còn ở cái gia đình nhà này ấy, đây này, với là cái đứa ăn to nay lớn này, con đời phải gánh vác đây này, công to việc lớn đến bàn tay con đời đây này. Thế thì quần to áo bé thì chả đến tay cho đời lo thì em có cái gì mà mặc. Rồi ôi, nếu mà có tài có giỏi ra ngoài kiếm tiền ý, đây ối thằng tự giác xin đến mà giặt nhá. Giặt được quần áo phải kể công. Không có một cái lần nào nói chuyện vợ chồng cho nó hợp nhau như khô với đít được. Em không thể nói nhẹ nhàng cho anh được cả. Một lần anh cảm nhận một người vợ nó dịu dàng, nữ tính à? Dịu dàng. Bước chân về đến cánh cửa kia không có mùi hồng xiêm chín ấy, con này chạy ra ngọt xớt, còn dắt tay đi vào cơ nhá. Thôi thôi, anh không muốn nói thêm nữa. Bởi vì anh biết là cái mệnh của vợ chồng mình là đi xem thầy là ai cũng nói rồi, là nó chỉ hợp nhau ban đêm thôi, ban ngày không hợp. Thế mà chuẩn, ban ngày đúng thật sự là không có hợp một tí nào. Thế cái ngày đấy ông thầy ông mà phán là hai cái tuổi này lấy nhau kiểu gì bỏ thì có phải đỡ lên nhau đỡ mệt đúng không? Nếu mà không hợp nhau ban đêm thì chả bỏ lâu rồi nhá. Thôi rồi, kìm nén lại em ạ. Thôi thôi, mình mỗi người bớt nhau một câu nói đi thì đấy, nó lại gọi rồi. Cuộc sống cho nó im ắng. À, ở chỗ ngã ba sông Bát rẽ phải mấy trăm mét chỗ hai cái ô tô tải đỗ đấu đầu nhau ấy nhá. Hai thằng ô tô nó đâm vào nhau à? Ừ, ngã ba sông Bát rẽ phải cứ thấy đi rẽ cái đường bê tông là cứ thấy hai cái ô tô tải mà nó đấu đầu nhau thì dừng ở đấy. Sao? Ngã ba. Nguy hiểm nhỉ, đưa chó này nhé. Bao nhiêu vụ? Ờ đúng rồi đấy. Thế thì lạ thật. Hai cái ô tô tải ở ngoài đầu ngõ nó đấu đầu vào nhau ạ. Mưa gió này mở kín, nó không nhìn thấy nhau để mà tránh ấy chứ. Lúc kia ở ngoài kia cũng thế, một cái xe tải nó quẹt vào cái dây điện một phát thôi. Có cái xe tải nó hút vào cột điện đấy mà năm đứa ngồi ở trong quán mất mạng luôn. Cái gì? Thời đại này nó đâm vào cột điện ở ngoài đường. Ồ. Mà ở trong quán mất mạng. Ồ. Thế thì nó lao vào quán à? Không, nó lao vào cột điện thì nó làm đứt cái dây cái cáp gọi là điện thoại ấy. Thế là chúng nó đang gì online còn nhức gì á, thế là mất mạng bỏ về hết mà. Mưa gió này khổ thật nhỉ. Ra đấy xin được tí wifi chùa hay cái gì mà bây giờ tao cũng chả hiểu được cái thời buổi 4.0 này nó lắm cái buồn cười lắm. Nó khổ ít mình thì khổ nhiều đấy này. Đấy, vừa mới lắp xong mà đã có người đã thu tiền đấy này. Nhà mình cũng lắp wifi. Thế từ lúc về không nhìn thấy cái gì à? Bản vẽ qua tao có dùng điện thoại đâu.
wifi làm cái gì? Thầy, lắp là để cho trẻ học online, học Zoom, học trực tuyến. Thế bây giờ tại bố biết dùng thì phải lắp cho con, thì để chúng nó đi sau thời đại hết ạ. Cái kia gọi là cái wifi à? Đấy, đi ra mà ngó đi, nó đến thu tiền rồi đấy. Thế tôi lắp máy thế này à? Là thế này á? Thì đấy, là cái đấy. Là cái kia á? Ừ, thì cái kia là nó bắt được thế này. Thì có cái này thì cái kia mới bắt được, hiểu không? Anh đã bảo là đừng có lắp cái ngoắn dây mạng nhất này là cái gì? Cái trường hợp đầu năm đấy, cái vợ chồng nhà cái thằng Tiêu Lỗ ấy, đấy cũng vừa đòi đấy, vừa cũng đòi lắp wifi về đó. Bảo là đấy, trong vợ chồng nó trong cái đợt lắp wifi là bỏ nhau mất hút rồi đó. Đấy, có thế mà vợ chồng tan vỡ đó. Không có cái việc lắp wifi thì liên quan gì mà bỏ nhau. Đấy, vợ nó lắp wifi về, thế là thằng chồng ở nhà chẳng có việc gì làm, cũng níu máy điện thoại mở ra xem hết cái ảnh người mẫu này, xong đến phim chuẩn nhật này. Thế là về vợ chồng hụt hoặc là bảo là mê nọ mê kia, máu gái máu viêm, thế là tái nhau, thế là không ở được với nhau đấy. Cũng chỉ vì cái lắp wifi đấy. Đấy là vợ chồng thì nó điện thoại 24/24 thôi, còn lão nó dùng điện thoại ấy là phải quy định giờ giấc nhá. Lúc nào mà ăn cơm tối xong hai vợ chồng vào buồng ấy thì mới được xem một tiếng thôi. Nó cứ sống đơn giản như tao thôi, đi uống rượu về say ngủ lại quay ra giường, thế là chả vướng bận gì đến thằng nào nữa. Thế là nó vợ chồng nó còn bền vững được không? Bền vững. Mưa này ra thả nước cào đi. Đấy, vài chén rượu ra dính vài hạt mưa thế là tỉnh táo. Mưa này lại đi đón nước đào tháo nước ngô nó chỉ kệ nó. Mưa nó ống phải đi ra tháo nước. Đi đi, con này ở nhà tí nữa nó lấy nước ở thu tiền. Ừ. Người cổ hủ còn tiết kiệm. Cái lạ, nhân viên thu tiền gì mà anh mất ngày mất buổi. Ở đây rồi. Anh ơi. Anh Phong à? Gọi anh ơi, nhờ tí việc cái. Anh nhà em đi ăn sáng mãi giờ mới về. Em vừa mới đuổi nó tháo nước đào xong. Sao lại mưa gió này lại đuổi ra ngoài tháo nước đào là nào? Giả vờ cho ông có việc làm nhưng mà chứ suốt ngày nhông nhanh rượu chè suốt, mệt lắm. Mà cái ông này bảo mình bảo bao lần rồi, mua cái điện thoại dùng anh em lúc liên lạc nó dễ. Đấy, không dùng. Cũng chỉ vì cái lý do đấy nên em không muốn cho dùng điện thoại đấy. Dùng điện thoại thì con bảo cứ nhà mình có nhau suốt. Có wifi không nhỉ? Nhà em vừa lắp lúc sáng thôi anh ạ. Thế cho anh xin mật khẩu cái. Lắp mà dùng anh ạ. Dỉm ghê thế. Thôi anh về luôn à? Không biết có việc gì nhỉ? Ông ơi! Hay đâu, tưởng là đi tháo nước đào này. Tháo cái gì mưa chó này? Đào nguồn con trẻ kia thì chán quá thằng. Chăm thằng nhà tao chăm là con gái. Anh em luộc lên chén, làm vài chén mưa gió này. Tôi vừa bên nhà ông Phạm. Mày vừa bên nhà tao á? Thế sang vợ ông nó bảo là đi tháo nước, ông đi tháo nước đào. Bảo là đang bảo là sang là tôi mưa gió này, sang làm cái tí thịt chó. Vừa mới ngồi đấy nó xin cái mật khẩu wifi nhà ông ấy lắp ấy. Nó bảo là lắp mà dùng. Ủa, mà nhà tôi thì thiếu gì wifi. Vợ tôi mà bảo thế làm gì cái chuyện đấy. Tôi nó điêu ông đâu mà. Vừa mới sang xin cái mật khẩu wifi mà nó bảo lắp mà dùng. Thế bây giờ ông bảo tôi sang thịt gà cho ông, thế nó bảo là ngồi bàn thì để chết à? Thế để hấp à? Làm gì có chuyện vợ tôi đến nói như thế nhỉ? Mà tốt nhất là ông về ông dạy lại vợ ông đi. Tôi nói thật là sang xin mật khẩu wifi nó chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà ông cả. Bây giờ một cái wifi đấy là thằng vài chục người dùng một lúc được. Mà tôi xin cái mật khẩu mà nó bảo là về lắp vào dùng. Ông thêm cú không? Ông không dạy được ấy. Vợ ông ấy là tình cảm anh em mình dần đi xuống đấy. Vợ tôi nó nói thế thật à? Tôi nó điêu bao giờ đâu. Đồ ấy có chuyện thế nào ông kể lại hẳn. Đấy tôi đã bảo ông đừng đâu. Đặt cho tôi nghe xem nào. Sang nhà ông để rủ ra đây làm cái thịt chó. Anh em mình ngồi nhâm nhi mưa gió. Ừ. Thế nên mình ngồi xin cái mật khẩu để vào mạng để
lướt Facebook một tí, nó bảo là về lắp vào dùng. Thế tôi về luôn, không hỏi cô nào. Được rồi. Đấy ông về ông cứ lại này với ông đi. Xong anh em mình ngồi, nó còn lâu còn dài nhá. Nhưng mà đúng như thế, tao sẽ không bao giờ để yên cho con vợ tao nó học đòi cho cái kiểu vượt mặt lên kiểu đấy. Đấy, về dạy vợ xong sang cũng ăn thịt chó nhá. Mày thấy rồi, mày thấy. Anh Hiền đi, anh Hiền thấy tiệm không? Mày thấy tiệm. Tiệm này, tiệm này, đúng rồi. Mày chỉ đẹp vẻ bên ngoài thôi, còn cái lòng bụng của mày thì nó thối điên ra. Thì lòng ai mà chẳng đúng không? Mày một cái à? Mày chỉ vì cái wifi đấy, mày thế mà mày đối xử với ba tao thế à? Wifi là mày làm tao mất mặt với ba mẹ tao ghê gớm lắm, mày có biết không? Mày sống mày phải biết vị trí của người vợ kia, thấy bạn đến thì phải chết đón nước nôi lòng hàng chứ. Thì cơm nước thì không nói được thì tao phải tao nói. Mày anh nói thế anh nào thế? Có liên quan đến wifi nhà mình đâu? Rõ là cửa mua bộ máy. Cái này đã bao nhiêu tiền? Tao dám bỏ luôn. Mà mày thằng bạn tao sát đây chỉ xin mua cái mật khẩu wifi này bảo lát vào dùng anh ạ. Thế là mày nói thế này. Ba mẹ tao nó cũng dám ở đây được không? Thì rõ là mật khẩu lắp mà dùng cái gì nữa. Mày có thích lắp mà dùng được không? À, rõ, cái mật khẩu, cái thằng nhân viên nó cài đặt là lắp mà dùng. Thì rõ là anh Phong anh ra đây anh hỏi cho anh xin cái mật khẩu wifi thì em bảo lắp mà dùng anh ạ. Thì tự nhiên anh đùng đùng anh đi về. Thế là thế nào? Hả? Thế là thế này nhỉ? Thì vào cái wifi nó phải có mật khẩu đúng không? Không có mật khẩu là không vào đúng không? Tao không biết. Cái gì cứ là nhảm thế là cái gì? Thì cái mật khẩu wifi nhà mình nó đặt là lắp mà dùng. Thì cần gì phải đặt lắp mà dùng thì cứ đặt luôn là anh cứ thế mà dùng thì có phải là nó nhẹ nhàng không? Thì nhân viên đã lắp mình biết được à? Tao thật chuyện mày. Mày sang nhà nó mày, mày quỳ lại trước chân nó mày xin lỗi nó mày ta. Nè, lão hơi quá rồi nhá, tôi nói lắm nhá. Bố mẹ lão tay còn chưa quỳ chân xuống đâu nhá. Nó là gì nên phải quỳ chân xuống? Làm ảnh hưởng đến cái đường dây quan hệ bạn bè tao của con. Ảnh hưởng đến đường dây, đáng lẽ là ai không biết để hỏi vợ. Tại vì chưa gì về đánh phủ đầu cậu đấy, vợ còn chưa xử đâu nhá. Chính là gì? Mày đặt cái kiểu đấy là mày muốn gây sự cho gia đình tan nát nó thế đó. Nguyên nhân là cái đấy cập nhật chưa biết cái gì về mạng nhất cả nó lại lung ta lung tung đâu nên nó rối mạng nhá. Bây giờ nhá, tốt nhất là đổi luôn cái mật khẩu đi. Được rồi nhá, con này đổi luôn cái mật khẩu để mời anh chơi nhá, có được chưa? Đấy là đổi như thế, đổi thế nào được, nó lại hiểu nhau. Thế nó lại bảo mày là đồ đi thoại. Rồi mời anh chơi. Bây giờ là chỉ có to cái mật khẩu này thoải mái đi anh. Thì nó khác gì nhau? À không, cũng không được. Không có đi đổi ngay là cái này nó dễ nhở. Ai hỏi xin mật khẩu chị tao thì lấy luôn cái mật khẩu nào. Không mật khẩu anh ạ. Thế thôi được rồi, đi xuống đây ăn cơm, dừng ủ hết cả tay. Tao đi sang bên nó, tao còn uống rượu, chỉ chó bên nó. Mà sao có giải thích đâu nhé? Nhân viên thu tiền thì mãi không thấy đến. Anh ơi. Ơ, được hay là đến rồi. Chú Phong à?
Anh ấy đi vắng rồi à? Vừa mới đuổi ra tháo nước đào kìa. Đấy, đi ăn sáng. Đến bây giờ mới về đấy. Tốt việc đó này, đuổi ông đi ra ngoài trời mưa để nước đào. Tạnh giáo ra không phải là nó mưa nữa đâu. Tạnh giáo thì cần gì ông đi làm nữa. Mà cái ông này đi đâu không, bảo dùng điện thoại thì được. Đi đâu còn gọi, không dùng. Điện thoại này chỉ để cho con nó học thôi. Chứ suốt ngày rượu chè mà cho dùng điện thoại nữa, nó còn đi tối ngày không biết đường về ấy. Lúc nào cũng hú hí nhau. Mà nhà mình có wifi không nhỉ? Ok. Thì đến cái lúc đấy nhá, chỉ chả chịu bắn đêm mà còn không hợp nữa, chỉ chả có gì hợp nữa, chỉ chả bỏ nhau lâu rồi. Thank you.